Chào quý vị các cô bác nha, hôm nay đầu năm đi chùa luôn rồi. Đầu năm là mình phải đi chùa cầu may mắn cho năm mới làm ăn phát tài phát đạt, sức khỏe dồi dào luôn. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi. Chùa này chắc đông quá ta. Đầu năm thì đi chắc đông. Nhà quan cũng nào đó. Nên ta cũng phải nghe, ta đi đông quá trời. Ông ta đi cúng chùa quá trời. Để có không? Để xe đâu ta? Để vô luôn rồi. Người đẹp đi bán số trời. Trời ơi. Xấu đẹp thì em cần biết bán không? Tôi cứ bán kiếm tiền được rồi ấy à. Cái này là một á. Dâu. Dâu à? Ừ. Dạ đẹp, mày ghét đã tao mời đi chỗ khác mời. Đi đi chùa gặp mới vô gặp cái này kêu là lão đẹp. Lão đẹp. lấy năm tờ nào cũng được, lấy năm tờ đi. Làm đi phụ hộ tập lâm hết à. Bó nhiêu vậy? 10 ngàn. Cái hàng mà bó cái này nhiêu? 10 ngàn. Cái này nhiêu? Cái này đủ không? Nhiều lắm. Đủ không ta? Tăng rồi, đang có cánh tháp không? Ông đâu có tháp đâu. Hả? Đâu có lại sợ gì thấp. Thấp không? Thấp làm cái nam em tôi. Ông lúc này làm gì được em? Hả? Cặp này được dính ra. Quay tôi thôi. Quý vị đang đi chùa, quý vị đầu năm rồi mình đi chùa. Để cho
trái vô chị phải chi. Rồi, xin mời các bạn cho xin micro luôn. Oh.
dừng lại. Để đi cho chị vô đó đây. Đây ra đây. Quá trời đi ngồi tập ơi. Đầu năm mình đi chùa. Không biết quý vị các bạn ăn Tết như thế nào, đầu năm như thế nào nhé.